Xin chào các bạn, lại là Queen đây. Hôm nay mình sẽ review bộ phim siêu đình Làm Mưa Làm Gió các phòng vé năm 2018, Venom. Một con tàu không gian thuộc tập đoàn nổi tiếng của Mỹ đang trên đường chờ về trái đất, bỗng phát nổ và rơi xuống Malaysia. Con tàu mang theo 4 sinh vật ngoài hành tinh. Vụ va chạm đã làm một con thoát ra ngoài, số còn lại được vận chuyển về trung tâm nghiên cứu ở Mỹ. Một nữ cảnh sát phát hiện ra một người vẫn còn sống. Trên đường đi cấp cứu, ký sinh trùng thức tỉnh tấn công nữ cảnh sát, sau đó chiếm luôn quyền kiểm soát cô ta. Cô xé toạc chiếc xe và bước ra ngoài. Trên tay cô là logo của một công ty nổi tiếng tại Mỹ. Tại San Francisco, có một anh chàng phóng viên chuyên làm về phóng sự điều tra những hoạt động ngầm sai trái. Chàng trai đại diện cho chính nghĩa, luôn đi tìm sự thật, đó là Eddie. Eddie là một phóng viên hàng đầu. Nhiệm vụ lần này chủ tòa soạn giao cho anh đó là phỏng vấn Carlton Drake, là giám đốc của tập đoàn Life Foundation. Nhưng lần này lại bắt anh chỉ cần phỏng vấn đơn giản về hắn ta. Eddie cảm thấy không vui nhưng vẫn đồng ý. Eddie đang sống chung với cô người yêu xinh đẹp An. Cô làm cho một công ty luật, đại diện cho Life Foundation. Cô cũng khuyên anh nên cư xử đúng mực khi phỏng vấn vào ngày mai. Rời nhà hàng, Eddie lấy xe máy chở cô về nhà. Cả hai cùng nhau mây mưa rồi ngủ lúc nào không hay, Eddie thức dậy mở tủ lạnh lấy nước uống. Anh vô tình thấy máy tính của An vẫn còn mở. Anh đã lén xem tài liệu mật của Life Foundation về những thử nghiệm trái phép và những vụ kiện gần đây. Sáng hôm sau, Carlton Drake có bài diễn thuyết tuyệt vời trước những đứa trẻ đến tham quan nhà máy. Sau đó, Carlton Drake bắt đầu phỏng vấn cùng với Eddie. Hắn là một người trẻ tuổi, có rất nhiều thành tựu và đầy tham vọng. Tập đoàn của hắn ta đang tìm kiếm, nghiên cứu các nguồn tài nguyên ngoài vũ trụ. Sau màn chào hỏi dạo đầu, Eddie hỏi sâu về những việc làm phi pháp của Carlton Drake như lấy người nghèo ra làm thử nghiệm gây ra chết người. Thậm chí anh còn nhắc đến những vụ kiện liên quan. Carlton Drake bị đoán trúng tim đen, liền cho người can thiệp và đuổi Eddie đi, còn hăm dọa sự nghiệp của anh kết thúc ở đây rồi. Chủ tòa soạn không chấp nhận những lời nói không căn cứ, thế là anh bị sa thải. Sự ngông cuồng không biết sợ của anh đã kéo theo Annie cũng bị sa thải. Cô tức giận vì anh đã lợi dụng cô trả lại anh chiếc nhẫn rồi chân bước ra đi, đầu không ngoảnh lại. Cùng lúc đó, các sinh vật còn lại đã được chuyển đến phòng nghiên cứu tại Mỹ. Cô cảnh sát bị ký sinh cũng đang trên đường tìm đến Life Foundation. Cô đi tìm thức ăn và biến một bà lão thành vật chủ mới của mình. 6 tháng sau, tiến sĩ Dora Scott phát hiện ký sinh cần có vật chủ hô hấp bằng oxy mới có thể sống được. Và thí nghiệm trên con thỏ đã thành công. Carlton Drake muốn thử nghiệm lên cơ thể người càng sớm càng tốt. Tiến sĩ từ chối vì sẽ gây tổn hại đạo đức. Hắn liền lấy các con cô ra đe dọa, nên cô đành phải đồng ý. Vậy là họ bắt đầu cuộc thử nghiệm lên con người. Eddie giờ như một con ma men, nhưng đúng là oan gia ngõ hẹp, đi đâu cũng thấy kẻ khiến mình thành thân tàn ma dại. Anh rời khỏi quán rượu, đi đến siêu thị của bà Trang. Bà quan tâm đến Eddie và nhắc nhở anh tập ngồi thiền để vượt qua căng thẳng. Nhưng anh chỉ trả lời cho qua chuyện. Lúc này một tên cướp đến thu tiền bảo kê, Eddie nấp phía trong nhìn thấy, nhưng đành bất lực để hắn rời đi. Eddie bước ra và cả hai nhìn nhau với ánh mắt thương cảm. Về đến nhà, Eddie nhìn những bức thư quá hạn tín dụng, sau đó anh gọi điện thoại tìm việc nhưng đều thất bại. Hầu như mọi người đều từ chối anh. Anh thất vọng chán nản, Eddie mở đĩa tập ngồi thiền. Nhưng chưa đầy 3 phút anh hàng xóm đã mở nhạc ồn ào, khiến anh chỉ biết ôm đầu bất lực. Tại phòng thí nghiệm của Life Foundation, tên giám đốc cho thí nghiệm lên con người, người thử nghiệm tình nguyện lần này là Isaac. Anh ta bước vào phòng kính, tâm trạng hoảng sợ bất an. Carlton Drake nhận thấy liền nói những lời ngon ngọt để trấn an dụ dỗ anh ta. Sau đó cho nhân viên thả ký sinh ra, một sinh vật màu xanh chui ra đầy quái dị, Isaac hoảng sợ kêu cứu, nhưng tất cả chỉ đứng nhìn vô cảm. Sinh vật leo lên người anh ta thẩm thấu qua da và chui vào cơ thể vật chủ. Số liệu sinh học cho thấy bình thường, trước khi anh ta co giật và chết ngay sau đó. Eddie vẫn đi trên con đường cũ về nhà. Anh ghé qua siêu thị quen thuộc mua đồ ăn. Và anh nhận ra có người theo dõi mình, đó chính là tiến sĩ Scott. Cô nói mình đang làm việc cho Life Foundation và cần sự giúp đỡ của anh. Trong phòng thí nghiệm đầy người nghèo, họ ký những giấy tờ họ không hiểu. Họ trở thành những con chuột thí nghiệm và đang chết dần. Anh ta khuyên cô ấy nên báo cảnh sát, Carlton Drake đã hủy hoại sự nghiệp anh, mất bạn gái, mất mọi thứ. Giờ anh không muốn dính vào chuyện đó nữa. Sau đó anh bảo cô hãy nhờ một kỹ sĩ trắng nào khác giúp đỡ. Eddie đi ngang căn nhà mà mình và Annie từng sống chung. Lúc này anh vô tình gặp cô và người yêu. Cô giới thiệu anh ấy là bác sĩ phẫu thuật. Eddie nói mình rất nhớ Annie. Hai người họ đã định đính hôn, nhưng bây giờ mọi chuyện lại như vậy. Anh mong rằng cả hai có thể quay lại bên nhau. Tuy nhiên nàng từ chối vì chính anh đã làm việc đó, là lỗi tại anh. Eddie đứng trên cầu, cầm chiếc nhẫn đính hôn, nhìn về phía công ty Life Foundation. Anh gọi điện thoại cho tiến sĩ Scott, anh hiểu rằng vấp ngã ở đâu phải đứng lên ở đó. Tiến sĩ Scott đã giấu Eddie vào trong xe và đưa anh vào bên trong Life Foundation. Cô nói hắn ta đã gửi tàu vũ trụ ra không gian để tìm sự sống mới, vô tình gặp một sao chổi, trong đó có hàng triệu sinh vật.
và họ đã đem vài mẫu vật trở về trái đất, chúng được gọi là Symbiote. Captain Drake tin rằng có thể hợp nhất con người và Symbiote. Bảo vệ tuần tra đến, cô để Eddie đi vào bên trong phòng thí nghiệm, dặn anh đừng chạm vào thứ gì. Còn cô sẽ đánh lạc hướng của bảo vệ bên trong phòng thí nghiệm đầy lạnh lẽo. Anh lấy điện thoại chụp lại những bằng chứng, có người bị chết, cũng có người nằm hôn mê, có người chạy đến anh cầu cứu. Vô tình đó chính là cô bạn vô gia cư Maria. Anh nhập mật khẩu sai đã kích hoạt chung cảnh báo, anh hội vàng lấy bình chữa cháy phá gỡ cửa kín. Maria vồ lấy anh, bóp cổ anh, trong lúc rằng có rằng co quái vật đã xâm nhập vào người Eddie, cũng là lúc Maria lăn ra chết, thông báo khẩn cấp vang lên. Eddie nhanh chân chạy ra ngoài, anh bay lên tường, hạ được hai bảo vệ, anh đá bay cánh cửa sắt, nhảy qua tung rách hàng rào chạy vào cánh rừng. Hàng chục bảo vệ và xe truy lùng Eddie, anh chạy đụng gãy đôi cây gỗ chắn ngang đường, anh tiếp tục chạy, đến khi bảo vệ sắp phát được anh khi mất dấu của Eddie. Thì ra anh đã leo lên ngọn cây lúc nào không hay. Về đến nhà anh liền gọi điện cho tiến sĩ Scott xem cô có ổn không. Anh bắt đầu khát nước dữ dội và cực kỳ đói. Eddie lấy hết bánh trong tủ lạnh ra ăn, anh thèm thịt đến nỗi móc thùng rác lấy phần thịt ra thối. Ăn như sắp chết đói, một giây sau anh chạy vào nhà vệ sinh ói sạch mọi thứ. Eddie không biết chuyện gì xảy ra với mình, anh đánh răng làm sạch miệng thì thấy một người lạ mặt trong gương, dọa anh hoảng sợ bay ngược vào bồn tắm ngất xỉu. Captain Drake đến hiện trường vụ đột nhập, hắn nổi điên sa thải người bảo vệ và bắt mọi người tìm Symbiote ngay. Trong khi đó một vật chủ khác đang dần ổn định. Eddie tỉnh lại nhìn căn nhà bừa bộn, anh lấy điện thoại kiểm tra lại hình ảnh chụp được hôm qua. Bà cụ bị ký sinh ban đầu đã đến được sân bay để sang Mỹ, lần này vật chủ ký sinh nhắm đến là một bé gái. Eddie chạy đến tìm Annie, anh cho cô xem những tấm ảnh được chụp trong Life Foundation. Annie tưởng anh bị bệnh, Eddie không kiểm soát được chụp lấy mâm đồ ăn của phục vụ. Nhào vào các bàn ăn khác, Annie tát anh một cái, nhưng anh chẳng quan tâm vẫn tìm kiếm thức ăn, cảm thấy cơ thể nóng quá. Anh cởi áo và leo vào bể nước nuôi tôm hùm, phải nói là cảm giác nó phê. Bạn trai Annie nói với quản lý đó là bệnh nhân của mình. Eddie nói với Annie mình có bằng chứng và tiện tay chụp lấy một con tôm hùm sống ăn ngon lành. Sau đó, bạn trai Annie đưa Eddie đến bệnh viện để chụp cộng hưởng. Trong lúc máy quét, Eddie đau đớn dãy giụa la hét. Dan phải tắt hết thiết bị và vào kiểm tra sức khỏe Eddie. Sau đó, Dan bảo Eddie về nhà nghỉ ngơi, sẽ báo lại kết quả cho anh. Trên xe buýt trở về nhà, trong đầu của Eddie bỗng nhiên phát ra âm thanh, đói quá, anh giật mình bật người đứng dậy. Hành động của anh làm hành khách hoảng sợ. Annie điện thoại báo cho Eddie biết rằng anh đang bị ký sinh và họ không biết anh đã bị nhiễm do đâu. Eddie nói mình nghe những âm thanh kỳ lạ, còn có thể leo cây rất nhanh. Tuy nhiên Dan cũng chỉ cho thuốc và nói sẽ chữa trị cho anh. Anh hàng xóm kế bên lại mở nhạc lớn, sóng âm thanh cao làm Eddie bực bội. Eddie cảnh cáo hắn hãy tắt nhạc đi, còn hù dọa hắn ta bằng mặt nửa người nửa ký sinh, khiến tên này sợ teo mật. Lúc này ở phòng thí nghiệm Captain Drake đã biết tiến sĩ Scott phản bội mình. Scott cố gắng giải thích là do cô lo lắng cho việc họ làm. Hắn đồng cảm và thuyết phục cô, hãy nói ra cô đã đưa ai đến đây, hắn tỏ vẻ quan tâm đến sự an nguy của người đó. Hứa từ nay sẽ làm khác đi, nhưng thực chất là chỉ muốn biết cái tên đó là ai. Scott đã tin lời kẻ sát nhân Captain Drake, cô nói ra cái tên Eddie. Sau đó món quà dành cho cô là làm bạn với con quái vật. Kết quả ra sao thì các bạn cũng đoán biết được rồi. Lúc này Eddie ở nhà nghe tiếng gõ cửa, anh nghe lời cảnh báo không được mở cửa. Tuy nhiên chàng trai vẫn đi mở cửa, một nhóm người lạ mặt xông vô chĩa súng vào anh. Anh giơ tay đầu hàng, nhưng bên trong lại cản anh lại, cho rằng anh đang làm mất mặt cả hai. Bọn chúng hỏi Eddie còn bọ kia đâu và bắt đầu dùng súng gây tê bắn vào người anh. Đến lúc này con quái vật bên trong bắt đầu tấn công, nó ra tay giúp Eddie xử lý đám người này. Với sự khỏe mạnh và linh hoạt, quái vật đã xử lý bọn chúng chưa đẩy ba nốt nhạc. Quái vật bên trong bảo anh phải nhai hết đầu bọn chúng và xếp vào góc nhà. Nhưng Eddie còn đang thắc mắc thì còn một tên ngay cửa cũng bị hạ. Anh chạy ra khỏi căn nhà, thấy kẻ địch có súng, Eddie nhảy qua cửa sổ. Quái vật bám vào ban công đu và nhảy vào phòng nhà bên dưới. Lúc này anh dần cảm nhận được sức mạnh. Nhóm đánh thuê gửi hình ảnh từ cuộc giao đấu lúc nãy cho Captain Drake. Hắn rất ngạc nhiên vì Eddie đã được cộng sinh và yêu cầu phải mang sinh vật về cho hắn. Eddie nhìn vào gương chiếc xe, hình ảnh là một con vật ký sinh, anh cho rằng mình bị ảo giác, còn lỡ mồm nói nó chỉ là ký sinh trùng. Quái vật liền nổi giận dán anh lên tường, anh hoảng sợ và xin lỗi, thì một máy bay không người lái lao đến phát nổ. Eddie vội lấy xe máy chạy nhanh còn kịp, tuy nhiên mọi hành động của Eddie đều bị theo dõi. Lúc này tên chọc là gã chỉ huy, ra lệnh đám thuộc hạ đi bắt Eddie, hắn tung ra hàng chục máy bay không người lái đuổi theo. Bây giờ quái vật đã chiếm quyền kiểm soát Eddie và kéo hết ga hết số. Eddie vừa né dưới chân thì trên đầu lại có máy bay, cuối cùng máy bay cũng bị hạ. Chưa bao giờ chàng trai Eddie có những pha lạn lách đánh võng mạo hiểm như vậy. Captain Drake quan sát mọi việc đang xảy ra ngoài kia và yêu cầu phải đưa bằng được sinh vật về. Lúc này gã chọc ra lệnh tất cả truy đuổi chặn Eddie lại.
một chiếc xe chắn ngang ngã tư. Eddie đã bẻ cua cực gắt, điều này không làm giảm kẻ bám đuổi theo sau anh. Cuộc truy đuổi qua một dốc cao, Eddie và xe bay lên cao cách xa nhau. Nhưng tay quái vật vẫn dài hơn khi bám lấy xe tiếp tục lao về phía trước. Cảnh quay rất gây cấn và mãn nhãn. Sau đó tiến đến một ngõ cụt, quái vật bám lấy lan can nâng đỡ xe bay quá dễ dàng. Hai chiếc xe còn vẫn kiên trì bám theo. Đến ngã tư, Eddie bị ép như bánh mì kẹp kịp. Nhưng quái vật vẫn bình tĩnh cho hai thanh niên đang xuất. Chưa kịp vui mừng, Eddie bị chiếc xe của gã chọc đâm trực diện, cơ thể anh bị chấn thương nghiêm trọng. Gã chọc xuống xe tưởng chừng đã bắt được Eddie. Nhưng đen cho hắn, quái vật túm lấy hắn, cơ thể Eddie dần biến hình. Các cơ quan đã bị tổn thương cũng bắt đầu lành lại. Cơ thể quái vật cũng dần hiện lên, với hàm răng trắng sáng sắc nhọn. Quái vật liếm lên mặt gã chọc với vẻ mặt thèm khát. Sau đó, một phát súng phía sau bắn vào quái vật. Nó quay lại nhai đầu người này, rồi nhảy qua các chiếc xe, cuối cùng là phóng xuống mặt sông. Lúc lên bờ, Eddie kiểm tra chân mình nó không còn bị gãy nữa, anh ngồi nghỉ mệt. Con quái vật bắt đầu chui ra ngoài, nó tự xưng là Venom và Eddie là của hắn. Cả hai chúng ta là một, Eddie hỏi Venom đã cắn đầu một người, Venom nói chỉ là tiếp năng lượng thôi mà. Eddie hỏi Venom có định ăn thịt thêm ai nữa không, và câu trả lời là rất có thể. Venom nói hãy hợp tác thì anh có thể sống sót. Ở một diễn biến khác, quái vật bên trong bé gái đã đặt chân đến Mỹ. Annie trên đường lái xe về nhà, đang gọi điện cho cô, báo kết quả xét nghiệm của Eddie đã có, anh ta chưa gặp trường hợp này bao giờ. Và anh muốn cô đưa Eddie đến bệnh viện ngay lập tức. Trở về phòng thí nghiệm, một ký sinh trùng đã chết bên xác của tiến sĩ Scott. Captain Drake chất vấn hai tiến sĩ đã ở đâu khi ký sinh chết. Sau đó hắn yêu cầu gã chọc không được giết chết Eddie. Cảnh sát phong tỏa xung quanh khu nhà của Eddie và họ nói với Annie cẩn thận vì đêm nay đã có nhiều người chết. Eddie đã đến tòa soạn để đưa bằng chứng, nhưng đồng nghiệp ngăn anh lại. Venom bảo anh nhai đầu cho nhanh lẹ. Eddie ngăn Venom lại vì người bạn làm ba công việc để nuôi gia đình. Anh rời đi và yêu cầu đồng nghiệp tránh xa mình. Venom hỏi Eddie cần lên trên à, sao người không nói với ta? Thế là Venom đã giúp Eddie dễ dàng leo lên đỉnh của tòa tháp. Có một chiếc máy bay bay ngang, tiếng ồn của nó làm cho Venom mất kiểm soát, Eddie bị trượt chân khỏi đường tháp. Rất may là Venom đã kịp thời bám vào tường cứu sống cả hai. Sau đó giúp anh đột nhập vào phòng của chủ tòa soạn, để lại bằng chứng. Venom nói anh nhảy nhưng anh ta chọn đi thang máy. Venom nói anh là đồ hèn. Vừa bước ra khỏi thang máy, cảnh sát đã chia súng vào Eddie. Anh hiện lại hình thù Venom và màn trao đổi chiêu thức trong bóng tối giữa hai bên diễn ra. Trong hơi khói mờ ảo, Venom hạ từng người một, nó còn gom súng của cảnh sát và ném ngược lại. Ở trên cao, một cảnh sát dùng lựu đạn choáng ném thẳng vào người Venom. Nó quay lại nhảy lên và ném anh ta rơi xuống. Venom leo lên giàn sắt trên cao ném khung sắt rơi xuống. Venom nhảy xuống dưới, nắm lấy chân của một cảnh sát và quay anh ta như quay dế hạ gục tất cả. Một tay cảnh sát sắp chết đến nơi, còn nằm bắn xối xả vào Venom. Venom nhấc hắn lên chuẩn bị làm gỏi ăn lấy sức thì Emily xuất hiện, khiến Eddie ngăn không cho Venom ăn thịt cảnh sát. Cô hoảng sợ bỏ chạy, Eddie hiện lại hình người chạy theo nàng. Anh giải thích nó nằm trong cơ thể anh cần sự giúp đỡ, nàng đồng ý. Trên đường đưa anh đến bệnh viện, trên xe nàng nói sẽ chụp cộng hưởng từ cho anh. Venom nói không, vì nó rất nguy hiểm, còn nói lửa cũng nguy hiểm. Nàng hỏi Eddie có đau không, Venom đọc suy nghĩ của anh, nói rằng anh chưa bao giờ xin lỗi câu chuyện trước đây. Và nhắc anh sẽ không có cơ hội nào khác để nói nữa đâu. Eddie nhìn người mình từng làm tổn thương, anh thành thật xin lỗi nàng. Về những việc đã xảy ra với nàng và anh rất yêu Annie, Eddie cảm thấy thật lạnh lẽo. Anh hỏi nàng mượn nàng chiếc áo để mặc vào. Nhưng không ai biết rằng có một chiếc máy bay đang bám sát họ. Cô bé bị nhiễm ký sinh đã đến Life Foundation. Ở phòng thí nghiệm, cô bé đã gặp Captain Drake và chọn hắn ta là vật chủ tiếp theo. Eddie đã đến bệnh viện của Dan, Dan nói tim của Eddie có vấn đề. Venom trong tâm trí nói là có thể chữa được cho Eddie. Trong lúc tranh cãi, Venom bóp lấy cổ của bác sĩ Dan và nhấc anh ta lên. Annie đã nhanh trí bật máy cộng hưởng từ lên để cứu Dan. Venom rất sợ tần số lớn vì không chịu nổi nó đã thoát ra khỏi cơ thể của anh. Dan nhanh tay chốt cửa chính lại, Eddie chỉ tay vào con vật nói. Mày định giết chết tao á, kết thúc rồi, nói xong anh bỏ đi. Eddie vừa mở cửa thang máy, gã chọc đã bắn thuốc mê vào người anh. Venom bên trong chú chó nhỏ nhìn thấy, sau đó nó gặp phải Annie và chọn nàng làm vật chủ kế tiếp để đi cứu Eddie. Eddie tỉnh lại, anh bị trói trong phòng thí nghiệm. Gã chọc hù dọa anh ta, còn nói sẽ rút lưỡi anh ta. Eddie không ngại cho hắn một thiết đầu công gãy luôn sống mũi. Captain Drake đến, hắn hỏi Venom đâu. Hắn nói con người đang trên bờ vực tuyệt chủng và hắn đang tạo ra thế giới mới. Con người và Symbius sẽ kết hợp lại với nhau. Eddie trả lời hắn là không biết Venom ở đâu. Hắn ta nổi giận và biến thành một con quái vật xấu xí. Xấu hơn cả Venom mà Eddie từng thấy. Thấy không còn giá trị, hắn ta sai gã chọc đem Eddie đi xử lý.
con quái vật bên trong Captain Drake nói. Ở hành tinh của nó còn có hàng triệu con như vậy. Và cả hai sẽ cùng nhau đưa chúng đến trái đất. Gã chọc cùng đàn em đưa Eddie vào một khu rừng sâu. Hắn chỉ súng về phía Eddie. Venom xuất hiện đớp luôn đầu hắn ta để tiếp nhiên liệu. Sau đó nắm áo Eddie và hôn anh thắm thiết. Venom đã trở lại. Lúc này, Annie tỉnh lại nhớ mình vừa nhai đầu gã kia. Eddie hiểu cảm giác và nói cũng đã từng làm như vậy. Venom nói còn ký sinh trong người Captain Drake là Riot. Venom bảo anh phải ngăn cản hắn lại. Và Annie cũng muốn giúp đỡ, nhưng Venom trả lời, không phải hôm nay. Captain Drake ra lệnh cho các nhà khoa học khởi động con tàu vũ trụ. Chính hắn ta sẽ lấy con tàu đi vào không gian. Venom nói, nếu không ngăn chặn Riot, hắn sẽ đem sinh vật đến xâm chiếm trái đất. Ban đầu Venom cũng giống như các sinh vật khác, nhưng giờ anh đã quyết định ở lại trái đất. Ở tại hành tinh của mình, Venom cũng là kẻ thất bại như Eddie vậy. Nhưng ở đây cả hai có thể trở lên vĩ đại và điều làm cho Venom thay đổi chính là Eddie. Captain Drake bắt đầu kế hoạch phóng tên lửa. Một nhân viên phía sau muốn hủy phóng tên lửa. Nhưng Riot đã phát hiện và giết chết người này. Hắn còn dùng cánh tay biến ra hai lưỡi dao giết chết tất cả. Venom cũng đến nơi. Venom nói tên này có những món đồ mà Eddie chưa từng thấy bao giờ. Và cơ hội chiến thắng gần như bằng không. Nhưng cả hai sẽ chiến đấu hết mình để cứu lấy trái đất. Venom lao nhanh về phía Riot. Anh chặn đầu hắn và nói sẽ không để người hủy hoại thế giới này. Riot tức giận một tay biến thành cái chùy gai, lao tới tấn công Venom, tay còn lại miếng thành lưỡi dao sắc nhọn. Venom biếm ra một tấm khiên đỡ đòn, rồi dùng tay nắm đầu Riot đập hắn xuống đất. Sau đó, đá bay hắn, Riot cảm thấy vật chủ của Venom khá mạnh. Tuy nhiên hắn dùng tay đập xuống dưới chân, vô số gai nhọn đâm về phía Venom. Venom tránh né nhảy đến siết cổ Riot, nhưng bị gai nhọn trên người hắn đâm văng xa. Tiếp theo là những đòn chí mạng tới tấp đến từ Riot, hắn bóp Venom khỏi cơ thể của Eddie. Trong lúc hắn định nuốt chừng Venom, Eddie kịp thời nhập thể cùng Venom, cả hai lao vào nhau đánh nhau. Nhưng trước sức mạnh vô đối của Riot, hắn hút Venom vào trong cơ thể. Ở phòng điều khiển, Annie đã quan sát tất cả, ngay lúc Riot đang chạy thoát thì cô bật sóng âm, khiến Venom tách ra khỏi Riot và cả bốn đã tách rời nhau. Lúc này không còn ký sinh, Captain lao vào đánh Eddie. Eddie cũng tặng cho hắn một đấm sấp mặt. Anh đá Captain khỏi con tàu, nhưng vừa quay lưng anh đã ăn nguyên thanh gươm xuyên qua cơ thể. Vậy là Riot đã trở lại, hắn chạy về phía con tàu và chui vào bên trong. Venom xuất hiện bám lên Eddie và hồi sinh anh. Venom rút thanh gươm trong người Eddie ra, nhảy lên con tàu vũ trụ. Riot nhìn Venom qua cửa kính nói anh là kẻ phản bội. Venom nói lời tạm biệt và không quên chúc hắn ta sống tốt. Sau đó dùng chính thanh gươm của Riot dọc con tàu hữu trụ. Con tàu nhanh chóng phát nổ kéo theo vào Riot và Captain cũng đang xuất theo. Venom rơi từ trên cao xuống, dùng cơ thể mình bảo vệ Eddie khỏi ngọn lửa, sau đó nói lời tạm biệt Eddie. Sau ngày hôm đó, hai người tình cũng ngồi tâm sự. Anh sẽ không làm phóng viên nữa và muốn tập trung vào viết lách. Eddie chia buồn về người bạn của anh, Venom. Eddie không trả lời và nói về nụ hôn ngày hôm đó. Annie cho rằng đó là do Venom, nhưng cũng nói nhỏ rằng nụ hôn đó rất tuyệt. Annie dặn anh không được nói với Dan. Venom bất ngờ lên tiếng và có vẻ Eddie vẫn còn yêu cô rất nhiều. Vậy là Venom vẫn còn sống và cả hai quyết định sẽ giành lại Annie từ Dan. Anh ngại ngùng kiếm lý do để ra về. Một ông lão mù nhắc nhở anh, đừng từ bỏ của ấy. Venom nhìn chú cho nói con vật đó thật ngon lành. Cả hai người thương lượng và đưa ra quy tắc, Venom không thể muốn thịt ai là thịt. Trên đời này có người tốt và kẻ xấu. Thỏa thuận là Venom chỉ có thể làm thịt những kẻ xấu mà thôi. Venom đồng ý thỏa thuận. Eddie đi đến cửa hàng của bà Trang, cả hai chọn đồ ăn vặt như thường lệ. Tên xấu xã hội đen đến thu tiền bảo kê của bà Trang. Mùi ngon bỗng nhiên xuất hiện. Venom tóm lấy tay hắn ta, bắt đầu cảnh cáo hắn ta. Nhưng suy nghĩ lại Venom làm thịt hắn ta luôn cho đỡ đói. Bà Trang thấy cảnh tượng và kinh sợ, Eddie giải thích nói mình bị ký sinh trùng, rồi chúc bà Trang ngủ ngon và rời đi. Venom nổi giận khi bị kêu là ký sinh, bắt Eddie phải xin lỗi mình. Vậy là cả hai cùng nhau làm những điều mình muốn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn phần tiếp, đó là Venom đối mặt tử thủ Các Na vừa ra mắt năm 2021. Quả nhiên là một bộ phim hấp dẫn đến những giây cuối cùng. Câu chuyện bắt đầu tại nhà thương điên năm 1996. Kratos và cô gái France là một cặp đôi tâm thần yêu nhau. Đột nhiên một ngày bác sĩ mang cô gái France đi nơi khác. Điều này đã kích động Kratos tột độ, đó cũng chính là nguyên nhân khiến hắn giết người hàng loạt sau này. Phía France có khả năng tạo ra tiếng thét cực lớn, khiến cảnh sát phải nổ súng mù mắt cô ta. Quay về với hiện tại 2021, France vẫn được giam trong một phòng cách âm đặc biệt. Đột nhiên hôm nay cô nhận được tờ báo nói rằng bạn trai cô phải tử hình chỉ vì cái tội giết người hàng loạt vô cùng tàn nhẫn. Nhưng mọi chuyện đâu có đơn giản như vậy.
Nam chính Eddie phần này cũng vẫn ở cùng Venom, mà con quái vật vui tính chỉ rình mò cắn trộm người khác. Venom vốn có một cái tính nóng nảy hơn cả bà bầu, nên suốt ngày hai người cãi nhau như mèo với chó. Hôm nay Eddie nhận nhiệm vụ phỏng vấn từ tù Kratos để tìm hiểu vì sao hắn lại dã tâm ra tay sát hại nhiều người. Kratos ra điều kiện sẽ tiết lộ hết nơi giấu các xác chết, miễn là Eddie đăng thông điệp của hắn lên trang nhất 24 giờ. Tất nhiên việc này đối với Eddie là không thể, truyền bá tư tưởng của hắn khác gì nối giáo cho giặc. Đang băn khoăn thì bất chợt Venom kéo Eddie quay sang, nhìn các bức vẽ kỳ quặc của hắn trên tường. Rồi lập tức về nhà Venom biểu diễn hội họa như Picasso, điều khiển Eddie vẽ lại y hệt các bức hình trên phòng giam lúc nãy. Quả nhiên nó trùng khớp với một địa điểm ngoài đời. Chính xác đó là nơi hắn giấu xác các nạn nhân. Nhờ Eddie tìm ra manh mối quan trọng mà thẩm phán ra lệnh tử hình Kratos sau nhiều lần trì hoãn, khiến tên này cực kỳ căm hận Eddie. Sau việc này nam chính cũng liền được thăng chức mới. Vậy mà anh không khao cho Venom một cái đầu nào để nhai sống, suốt ngày bắt ăn bim bim với mì tôm sống khiến Venom phát sổ. Ta thực sự không thể sống như thế này nữa, Venom chỉ muốn ra ngoài nhai đầu bọn cướp làm siêu anh hùng. Thỉnh thoảng tán gái đẹp còn mút mát được tí, chứ cái ông Eddie này suốt ngày quay tay nghĩ nó chán thấy mổ. Venom nhất định phá đám cho Eddie không làm việc nổi. Anh đành phải ra tiệm bách hóa xem có kẻ cướp nào để nhai đầu. Khốn nạn thay dạo này các giang hồ về nhà bán hàng online hết, chả có thằng nào lang thang để mà nhai đầu. Kết quả là Eddie phải dẫn Venom đi ăn trộm gà nước sống, lúc thở ra toàn là lông gà, đang phát khủng thì bất chợt Venom nhìn thấy kẻ xấu. Con vợ Venom sung sướng như kiểu trúng lô, lập tức kéo kẻ cắp chuẩn bị ăn tươi nuốt sống ngon lành. Không ngờ Eddie phản đối quá mạnh khiến Venom đành phải vứt đi. Đúng lúc này bạn gái cũ của anh điện hẹn gặp. Với cái đầu óc đen xì lập tức Venom đồng ý với hy vọng được nướng củ khoai, không ngờ đến nơi lại thấy bạn cái đeo nhẫn chuẩn bị mời cưới. Chắc chỉ có bàn tay mới mang lại hạnh phúc được cho Eddie, anh buồn rầu tủi hổ cứ thế bỏ về. Rồi lấy xe mô tô ra cao tốc phóng như chó đuổi, căn bản là có Venom thì tai nạn cũng có chết đâu. Biết Eddie buồn nên Venom trổ tài nấu nướng. Với hy vọng sẽ nấu được món ăn ngon ăn ủi Eddie, nhưng nhìn thế này có ai mà dám ăn cơ chứ. Đúng lúc này Eddie nhận được lá thư của kẻ tử tù, hắn mời anh đến thăm lần cuối trước khi tiêm thuốc độc. Còn kể cho Eddie rằng hắn đã giết bà, rồi tự tay sát hại cả người mẹ ruột sau khi bị bố phát hiện nên mới giam trong trại tâm thần. Kể từ đó hắn gặp được tình yêu đích thực là cô da đen. Lập tức Eddie chẳng mảy may nghi ngờ cứ thế đến thăm hắn. Kết quả là đã rơi vào cái bẫy đòn tâm lý của tử tù này. Kratos liên tục sỉ nhục Eddie một cách thậm tệ, quả nhiên đã kích động được Venom lòi ra tấn công. Tên tử tù chỉ chờ có vậy cầm tay Eddie mà cắn lấy máu, bởi hắn biết trong máu anh có chứa symbiote ký sinh. Và thật sự điều này đúng là một thảm họa. Eddie về nhà tức giận mắng chửi Venom không giữ được bình tĩnh. Venom cũng chẳng chịu thua thò đầu ra bật lại, không ngừng lấy đầu húc thẳng vào mặt Eddie. Kết quả là hai con vợ tự tay bóp giái mình đau đến chết. Cả căn nhà tan nát chả còn một thứ gì. Eddie cực kỳ cay giái chỉ biết kéo lưỡi Venom. Và nước cuối cùng anh đành ấn nút mở chuông. Âm thanh này khiến Venom phải thoát khỏi người Eddie tháo chạy, nhưng con vợ Venom không quên phá nát chiếc xe yêu quý của Eddie trả thù, quả nhiên là một em Venom vui tính. Phía bên này, Kratos cũng đã đến giờ xử tử, nhưng mọi người hoàn toàn không biết rằng hắn đã bị nhiễm các na. Đến khi nhân viên bơm thuốc độc vào máu Kratos, cũng là lúc quái vật các na thức tỉnh. Đây vốn là được coi là chủng loài ký sinh độc ác nhất trong các loài symbiote, nó trỗi dậy mạnh mẽ bắt đầu hành trình thảm sát. Đặc trưng của các na là mang màu đỏ, giết hại bất cứ ai trên đường hắn đi, bất kể là cảnh sát hay là tù nhân, dù có cầu xin tha thiết thế nào chăng nữa. Các na thoát ra thực sự đúng là ngày tàn của nhân loại đến rồi, trong khi này Eddie ở nhà vẫn mải mê thu dọn chưa hề hay biết. Còn Venom cũng rất buồn rầu vì thiếu cảm xúc của Eddie. Đúng lúc này Eddie xem thời sự đã biết sát nhân thoát, nếu Venom không quay về nhanh thì chắc chắn anh sẽ nguy hiểm. Venom lúc này vẫn còn đang chơi lễ hội bên ngoài, vì là Halloween nên ai cũng nghĩ anh chỉ là hóa trang trả sợ. Bên này các na cũng đã trộm một chiếc xe để đi cứu người yêu, xe nào vướng đường cứ thế mà ném bỏ. Phía Eddie cũng dựa vào bức vẽ tìm được đến bệnh viện tâm thần năm xưa. Còn các na lúc này xông vào một cửa hàng, thọc tay vào máy tính liền truy cập được trung tâm dữ liệu mật, rất nhanh chóng tìm ra vị trí nơi nhốt người yêu Franz. Việc đầu tiên hắn làm là giết một bà y tá, rồi tiếp theo mới là vươn ra những cái vòi bạch tuộc khổng lồ. Ôm lấy lồng kính siết chặt giải cứu Franz, phóng thẳng ra ngoài đưa cô lên xe ô tô bỏ trốn. Vì quá phấn khích nên hắn bắt đầu biến thành hình dạng nguyên bản. Sức mạnh vô đối hủy diệt hết những chiếc ô tô cảnh sát đuổi theo, Franz bên cạnh không ngừng hét lên sung sướng. Quả nhiên là trời sinh một cặp, bất ngờ một trực thăng lao tới xả đạn liên hồi, các na vội lấy một ô tô ra làm khiên chắn đạn. Còn Franz thì lấy hơi từ từ bụng ngược lên trên, bộc phát ra một tiếng thét kinh thiên động địa. Nhưng tần số cao cũng khiến các na phải trở lại hình dáng. Các na cũng bắt đầu ghét con mụ Franz từ đây, sau đó hắn nhẹ nhàng hạ nốt chiếc trực thăng rồi cả hai rời khỏi.
Ở cảnh khác, Venom cũng đã trở lại quán tạp hóa, cũng bởi do thanh niên kia quá yếu không có cảm xúc tí nào. Bên cảnh sát cũng bắt giam Eddie để điều tra, bởi sau khi anh đến thăm thì tên kia mới bỏ trốn được. Eddie lúc này mới nhận ra chính mình là người gây họa khi để hắn cắn, anh lập tức gọi bạn gái tới nhờ đi tìm Venom đến giúp anh. Bây giờ chỉ có Venom mới có thể xoay chuyển tình thế. Trùng hợp thay bạn gái, anh lại tìm tới đúng quán tạp hóa hàng xóm nhà Eddie. Rất nhanh chóng cô thuyết phục được Venom nhập vào người cô, rồi quay trở lại trại giam bế luôn cả Eddie thoát khỏi. Nhưng Venom muốn Eddie xin lỗi tha thiết thì mới chuyển sang. Kết quả là... Đến khi chuyển sang cơ thể Eddie, hắn còn không quên vả cho người yêu mới của bạn gái vài phát, rồi mới đi cứu thế giới. Phía bên này, thanh tra đã tìm ra được các na, do không biết sự đáng sợ của hắn nên ông hồn nhiên xả đạn. Thì ra ông thanh tra này ngày xưa đã bắn mù mắt Franz, nên các na bắt về trả thù cho vợ. Phía bên này, Franz cũng đã đến nhà người yêu của Eddie, bắt cóc luôn cô gái khiến anh phải đến trao đổi. Sau đó chúng bắt cóc luôn cha xứ đến nhà thờ tổ chức hôn lễ, với hai vị khách mới bắt đắc dĩ là viên thanh tra và cô gái tóc vàng. Đúng lúc hai tên này đang thực hiện lời hứa thì Venom xuất hiện, các na lập tức biến hình trở về nguyên trạng, khiến Venom sợ vãi đãi mà tụt vào trong. Bởi phân cấp ký sinh mạnh nhất chính là màu đỏ. Nói cách khác thì các na có sức mạnh hơn Venom nhiều lần, khiến con vợ Venom trốn sâu trong ruột mãi lâu mới chịu lòi ra. Nhanh chóng cả hai bên lao vào chiến đấu. Các na có khả năng bắn ra rất nhiều vũ khí còn Venom chỉ là hai bàn tay trần. Nhưng anh chẳng mảy may sợ hãi vẫn quyết tâm sống còn với hắn, rất nhanh chóng đã bị các na ghim chặt vào tường. Đúng lúc này hai vợ chồng nhà kia xảy ra lục đục bởi các na vốn dĩ rất ghét con vợ này. Nhân cơ hội anh thanh tra liền mau trốn kịp, các na nổi cơn thịnh độ nhai luôn đầu cha xứ. Mà bên này Franz cũng đã bắt kịp thanh tra khốn khổ, liền thò tay móc mắt trả thù chuyện năm xưa. Phía bên này Venom cũng đang nguy cấp, cũng vừa hay anh bạn đến đổ lửa vào các na. Tiếc rằng bình xăng hơi nhỏ nên anh nhanh chóng bị bắt lại. Đúng lúc này tiếng chuông nhà thờ lại đổ, tần số lớn khiến hai quái vật sợ hãi chuyển về bình thường. Tất nhiên một nhà báo làm sao có thể đấu lại một tên sát nhân cơ chứ, Eddie nhanh chóng bị ép vào tình thế lâm nguy. Đúng lúc nguy cấp, Venom kịp thời trở lại cứu Eddie một bàn thua trông thấy. Không ngờ rằng thực sự các na quá mạnh, chỉ một đòn chốt hạ đã khiến Venom gục ngã mất rồi. Sát nhân cứ thế dùng búa đập gãy hết chân của Eddie một cách đau đớn, rồi hắn bắt luôn An bay lên đỉnh tháp trong sự bất lực của Venom. Không ngờ rằng các na ghét con vợ Franz nên xảy ra xung đột, Venom nhận ra chúng không phải cộng sinh như mình, mà bọn chúng xung đột ý thức không hề đồng nhất. Hiểu ra vấn đề, Eddie và Venom đồng dâm hiệp lực vùng lên mạnh mẽ, cầm thanh sắt nhọn trèo lên đỉnh tháp trong nhà thờ. Đúng lúc các na định nhai đầu tóc vàng, Venom kịp thời nhảy xuống cứu con vợ lần nữa. Mặc dù bị xé cổ và đâm thủng người nhưng Eddie vẫn nhịn đau từ từ thả tóc vàng xuống đất, khiến bản thân bị đánh tới trọng thương không còn chút sức được nào. Cơ hội nào cho Venom nhà mình đây nhỉ? Rất thông minh, anh đánh bật Franz bay đi, chính điều này khiến con mụ tức giận mà phát ra âm thanh tần số chết, khiến cả tháp chuông nhà thờ sụp đổ rơi xuống đè nát cô ta. Venom may mắn được hai người giúp sức đỡ lại, còn tên các na thì đen đủi rơi mỗi đứa một nơi. Đang khi chúng định hợp nhau thì Venom cản lại, không có vật chủ khiến hắn bị Venom nhai sống như rau. Tên sát nhân Kletus lúc này vẫn còn mạnh miệng, kết quả là Venom nhai luôn cái đầu thơm ngon bổ dưỡng. Và cái kết như bao phim thì cảnh sát cũng tới sau khi đã xong chuyện. Bất ngờ thay, viên thanh tra bên trên lúc này đôi mắt sáng lên, báo hiệu phần sau lại thêm một đối thủ mới. Cuối phim, Eddie và Venom ra đảo Cô Tô nghỉ dưỡng, bất chợt xem TV thấy Spider-Man khiến Venom đổi đoá lên. Chắc hẳn phần sau sẽ có phim hay để xem các bạn nhé. Sẽ thế nào khi Venom đến trái đất đúng vào thời kỳ người nhện? Liệu người nhện và Venom ai sẽ mạnh hơn? Hãy cùng Queen theo dõi cuộc đại chiến giữa người nhện và Venom cực kỳ hay này nhé! Ở phần này, Spider-Man đang yêu một cô gái. Không ngờ rằng người bạn thân Harry cũng có tình cảm với cô, mà Harry vẫn luôn trách người nhện về cái chết của cha cậu. Nên hàng ngày anh ta quyết tâm chế tạo ra một thiết bị để chống lại Spider-Man. Bên này đúng lúc người nhện đang tòn tem thì đột nhiên một thiên thạch rơi xuống, mang theo là sinh vật ký sinh Venom. Nó âm thầm bám theo xe của người nhện mà anh không biết gì. Phía khác chúng ta có một tù nhân trốn chạy về thăm con gái, vì con gái bị ung thư nên ông rất yêu thương con, nhưng phải đi ngay tránh bị cảnh sát truy đuổi. Quay lại với người nhện đang trên đường về thì bị một kẻ tấn công, kéo tuột anh lên cao rồi rạch Peter đứt cả bụng, sau đó cho người nhện một đạp dính đét tòa tường, kẻ lạ mặt dùng thiết bị bay nhỏ gọn như là ván trượt. Không ngờ rằng lại chính là Harry hiểu lầm nên muốn giết Peter báo thù. Mặc kệ Peter giải thích thế nào, anh ta cũng không chấp nhận, ném Peter xuyên thủng qua cả mấy tòa nhà, tìm mọi cách phải truy sát Peter bằng được. Hắn ném ra những lưỡi dao có khả năng truy đuổi đối tượng, mục đích để cắt đứt tơ nhện của Peter. Không ngờ Peter cao tay hơn, phóng tinh ra hạ hết đám dao này, còn quăng luôn một con quay lại khiến Harry mất đi phương hướng, cuối cùng vướng vào tơ nhện mà ngã xuống dưới ngất lịm.
quay lại với tù nhân trốn chạy khi này đang bị cảnh sát truy đuổi. Vô tình tên này chạy đúng vào khu vực cấm của phòng thí nghiệm, ngã đúng vào chiếc máy tách phân tử ở đây, trùng hợp thay cũng vừa lúc chiếc máy khởi động. Hắn muốn chạy ra ngoài nhưng quá muộn mất rồi, lập tức cái máy phân rã nguyên tử cát xâm nhập có cơ thể hắn. Phút chốc đã biến cả cơ thể hắn thành bãi cát khô, khi cảnh sát đến nơi chả còn gì cả. Còn Peter đưa bạn Harry vào bệnh viện sau cú ngã vừa rồi khiến Harry mất đi trí nhớ tạm thời. Cũng vì thế mà lại thân thiết và không giận Peter nữa. Phía bãi cát tên tù nhân tan rã đột nhiên động đậy từng con sóng, rồi cứ thế chuyển mình dần dần hình thành con người. Lúc ban đầu còn không cầm được ảnh con, nhưng cố hết sức hắn đã làm được, có lẽ vì quá yêu con gái nên hắn nhất định phải sống, dần dần đã trở lại hình dáng ban đầu. Còn người nhện khi này đang ở cạnh người yêu thì bất chợt có sự cố nên phải đi cứu thế giới, mà không biết Venom đã bám ở nhà. Phía ngoài này một cần cầu cao tầng bị sự cố chập nổ, khiến thanh thép siêu to khổng lồ quét ngang cắt đứt góc tòa nhà. Tiếp theo là cả cái đầu cần cầu phang cắt qua tầng dưới, khiến sàn nhà sập xuống trôi cả con gái thị trưởng ra ngoài, cái bàn tiếp tục trôi ra khiến cô phải buông tay. Tiếp theo cả cái thanh sắt cũng như muốn làm phản, đúng kiểu đã đen lại còn lắm lông. May là có người nhện cứu nguy vào giây phút cuối. Phóng viên Eddie lập tức tranh thủ chụp vài tấm hình mà không biết rằng người nhện thực ra là đồng nghiệp Peter. Bởi sếp lớn của Eddie cực kỳ bị cuồng người nhện, cả hai cùng mang về tấm ảnh người nhện cho ông ta. Vì hai người đang cạnh tranh một suất làm nhân viên chính thức, sếp lớn ra điều kiện ai chụp được ảnh người nhện đẹp sẽ lập tức được nhận ngay. Ngay sau đó con gái của thị trường chuẩn bị một bài phát biểu cảm ơn người nhện mà tên người cắt cũng đã lang thang tới đây. Những người cảnh sát ngồi thấy vội vàng đuổi bắt, khiến hắn vội vàng trèo lên xe cắt bên đường. Tên cảnh sát không hiểu chuyện định đâm sảnh xuống, kết quả bị hất tung đi. Người cắt lập tức hút hết cát ở trong xe vùng lên mạnh mẽ, đấm một cái tan nát cả đám rồi cứ thế bay đi. Bên này tóc vàng con gái thị trường bắt đầu phát biểu, lại còn hẹn người nhện xuất hiện cho nồng nhiệt khá nải. Đúng lúc thực xuống thì đám đông kêu gào hôn đi, Peter cũng thèm nên cho phép tóc vàng làm tí, khiến cô người yêu bên dưới như sát muối vào lòng. Mà vừa hay lúc này người cắt vô tình bay ngang qua, nhìn thấy xe tải chở tiền của ngân hàng thì liền đuổi cướp, rất dễ dàng chiếm luôn cả được xe tiền. Ngay lập tức Peter kịp thời bay tới cản lại, anh đấm hắn một cái xuyên cả qua người, hắn trả đòn một cái răng môi lẫn lộn. Nhưng Peter không bỏ cuộc nhất quyết bám theo, bắn ra những chùm tờ nhện cướp luôn lại được bịch tiền, không ngờ hắn biến tay thành búa giã cho thủng cả xe. Mà lúc này ô tô cũng mất lái quay vòng lật ngửa, biết người nhện không phải dạng vừa nên hắn tạm thời bỏ đi. Hôm nay Peter hẹn gặp bạn gái để lấy nhẫn tỏ tình, nhưng khắp nơi đều dán hình anh hôn gái khác, nên khi đến gặp thì Mary đã bắt đầu cay bím lắm rồi. Đã thế cái đứa tóc vàng lại còn đến hỏi chuyện, hẹn Peter hôm nào cho xin tấm hình hôn người nhện hôm qua. Ngay lập tức cơn giận trào ngược lên từ bím, không chịu được mà đứng dậy cứ thế bỏ về, để lại Peter khốn khổ với chiếc nhẫn cầu hôn để dưới đáy cốc. Lát sau cảnh sát gọi Peter đến đồn chỉ ra kẻ đã giết chú của Peter, nhìn ảnh hắn Peter lập tức nhớ ra đó chính là tên người cát, trong lòng trào lên một nỗi căm hận. Về đến nhà anh mặc bộ đồ người nhện, bật sẵn đài để nghe tin người cát ở đâu sẽ lập tức phóng tới. Đến lúc mệt quá cứ thế mà ngủ quên đi. Đúng lúc này Venom mới từ trong phòng bò ra, rồi cứ thế bám chặt lấy người nhện bắt đầu xâm chiếm, rất nhanh chóng đã bao trọn Peter. Đến khi anh tỉnh lại chỉ thấy một người nhện màu đen nhưng cực kỳ mạnh mẽ, cảm giác cơ thể sảng khoái hơn cả phê cần, năng lượng trong cơ thể tuôn trào cuồn cuộn không thể tả nổi. Đúng lúc này anh nghe được tin người cắt đang cướp ngân hàng, ngay lập tức người nhện điên cuồng lao tới, gặp ngay anh bạn Eddie cũng vừa tới đây. Bản tính Venom bộc phát khiến Peter ném vỡ luôn máy ảnh của hắn, rồi nhanh chóng bắt kịp người cắt dưới cống ngầm. Anh phóng tơ vào chiếc tàu lửa mượn đà tung một cú đạp kinh khủng tởm. Venom cho anh sức mạnh nhưng cũng làm cho người nhện tàn nhẫn hơn nhiều, mỗi đòn đánh đều ra tay hết sức ác độc. Tất cả như dồn hết tâm ý để lấy mạng hắn ta, đến khi đánh hắn rơi vào vũng nước, chợt nhận ra cơ thể cắt tan chảy. Nhân cơ hội này, Peter không ngần ngại phá tan ống nước thành phố, người cắt bị một cơn đại hồng thủy ập vào, cuốn phang hắn ta tan biến thành một bãi bùn lầy biến mất. Thù lớn đã xong Peter trở về nhà, nhưng tính tình thay đổi trở nên gắt gỏng kỳ lạ. Peter bắt đầu cảm thấy bộ đồ Venom không ổn chút nào nên lập tức cất đi, anh hớn hở đến báo tin cho dì là kẻ giết chú đã chết. Không ngờ người dì không vui mà còn mắng mỏ Peter, lòng thù hận giống như một liều thuốc độc, báo thù rồi người chỉ làm người chết đau khổ hơn. Phía khác Harry bất chợt nhớ ra ký ức của mình, anh thề với mình là phải giết bằng được Peter, lập tức Harry đến bắt cóc bạn gái để ép Peter gặp mặt. Người nhện không nghi ngờ gì cứ thế đến gặp Mary, không ngờ cô đột nhiên nói chia tay đột xuất, còn nói rằng em yêu người khác mất rồi. Thì ra đây là do Harry ép vậy để cho người nhện đau khổ, sau đó còn hẹn gặp nói chuyện với Peter. Tiết lộ rằng chính mình là người yêu mới của cô ấy, trực tiếp sát vôi và muối hột vào lòng Peter để cho anh phải đau khổ dần vặt hết sức. Anh nhìn lại thấy hắn ta cười nham hiểm, liền biết rằng Harry đang muốn trả thù. Lập tức mang bộ đồ Venom đến nhà Harry đối chất, không thèm nói nhiều lao vào cào mồm Harry, nhưng hắn đã chuẩn bị từ trước nên đâm người nhện một cái, còn rút ra vũ khí giấu trong tay tấn công dồn dập.
Tất nhiên Venom lúc này có sức mạnh hơn người, đá liên tiếp hành cho Harry ra bã, anh chàng cay cú rút kiếm ánh sáng ra chơi. Không ngờ lại bị chính cái ván bay của mình đập vào ngã xuống, trong cơn thất bại cùng cực bất chợt nhìn thấy quả bom. Nhưng khi ném ra lại bị Peter dùng tơ nhện phản lại, kết quả nổ banh mất một nửa khuôn mặt rồi. Sau lần này người nhện bắt đầu thấy thích Venom, không ngờ khắp mặt báo đều là hình người nhện đen đang làm việc xấu. Mà tác giả lại chính là Eddie, đối thủ của Peter. Tất nhiên những bức hình của hắn là giả, hắn liền van xin Peter đừng vạch trần điều này. Thế là Venom lên cơn độc ác vạch mặt hắn tại chỗ, khiến Eddie lập tức bị sa thải, còn Peter được nhận vào làm. Càng ngày Venom càng khiến Peter hung hãn, tán tỉnh luôn cả bà cô già tòa soạn, liên tục cho ra những bức hình độc lạ tuyệt vời. Sự nghiệp vì thế cũng không ngừng tiến tới, càng ngày lúc nào cũng tưng hửng như kiểu phê cần. Ở cảnh khác sau cống nước thải, không ngờ rằng người cát vẫn trở lại được như xưa. Còn Peter lúc này dẫn con gái thị trường đi hẹn hò. Càng ngày anh càng cảm thấy mình nhẫn tâm không thể dừng lại, liên tục có những hành động không hiểu nổi mình. Peter buồn rầu treo lên gác chuông nhà thờ thú tội. Trùng hợp thay bên dưới Eddie cũng đến đây xưng tội với Chúa. Peter bắt đầu lấy hết sức để ngỡ Venom ra, vô tình đập vào quả chuông. Mờ thanh này khiến Venom bắt đầu tách khỏi. Eddie nghe thấy cũng tò mò tiến đến gác chuông. Ở trên này nhiều tiếng chuông, cuối cùng Peter cũng tách ra được, vô tình Venom lại rơi trúng người Eddie bên dưới, nói thêm rằng vật chủ đang căm hận bao nhiêu thì Venom sẽ mạnh bấy nhiêu. Ngay lập tức Venom Eddie tới gặp người cát, hắn muốn hợp tác cùng người cát để giết người nhện, kèo thơm nên ngay lập tức hắn ta đồng ý. Đầu tiên là Eddie tới bắt cóc Mary, rồi treo luôn cả đống tơ nhện giữ Mary cùng chiếc taxi trên tòa nhà cao tầng. Người nhận liền mặc bộ đồ quen thuộc rồi đến nhà Harry xin trợ giúp, nhưng anh căm giận lập tức chối từ. Một lát sau quản gia mới kể ra câu chuyện, thực ra người cha của Harry ngày xưa đã tự giết mình. Người nhận lúc này cũng đã đu tơ tới gặp Mary, bất ngờ bị Venom đánh lén một chưởng, đến khi đánh thật cũng tỏ ra mạnh hơn Spider-Man rất nhiều. Quả nhiên là Venom có sức mạnh vượt trội, đúng lúc này xe tải trên cao đưa gạch xuống dưới, Mary tốt bụng thả luôn một viên vào đầu Venom. Spider-Man nhận cơ hội vùng lên đánh trả, không ngờ Venom vẫn mạnh hơn, chói hai tay người nhện rồi nén xuống đất. Phía bên trên Mary cũng gặp nguy hiểm cực kỳ, không còn cách nào, cô gái đành phải nhảy ra, mà lúc này dưới đất người cát cũng xuất hiện tấn công người nhện. Tình thấy hết sức nguy cấp nhưng người nhện không thể làm gì, một người làm sao đấu được với hai kẻ mạnh. Liên tục người nhện bị giã vào mồm, chỉ biết giơ cánh tay từ biệt Mary lần cuối. Đúng lúc này một quả bom bay tới phá tan bộ não người cát, Harry đã chính thức trở lại lợi hại hơn xưa rất nhiều. Anh em thì sẽ mãi là anh em bạn nhớ, nhờ có sự trợ giúp của Harry đánh với người cát, hai người phối kết hợp thành công giải cứu Mary đang bị rơi. Tiếp theo Harry tiếp chiêu vài quả tên lửa đánh tan người cát, nhưng bên này Spider-Man lại đuối thế hơn Venom rất nhiều, rất nhanh đã bị hắn chói tay và mồm liên tục, rồi chuẩn bị chọc thanh sắt nhọn vào tim. Đúng lúc này Harry kịp thời lao tới trợ giúp, cú ngã của Harry vô tình khiến các ống tuyếp rơi loảng choảng. Người nhận hiểu ra âm thanh này khiến Venom tách ra, nhưng chưa kịp làm gì hắn đã lao thanh nhọn vào người. Harry tội nghiệp đã lao mình đỡ thay cho bạn, thấy bạn chết Peter bùng lên mạnh mẽ, lấy thanh sắt và mồm, tiếp theo cắm rất nhiều ống sắt xung quanh. Tranh thủ lúc âm thanh khiến Venom tách rời kịp thời cứu Eddie ra ngoài, rồi kết liễu hắn bằng quả bom, nhưng Eddie tham lam Venom nên đã lao vào. Kết quả là cả hai về suối vàng an nghỉ. Đúng lúc này người cát cũng xuất hiện, giải thích lại toàn bộ câu chuyện hôm đó. Hóa ra hắn chỉ đang cần tiền chữa bệnh cho con, nhưng thằng bạn kêu vô tình lại bắn chết người chú. Điều này đã khiến hắn đi tù oan nhiều năm, thứ khiến hắn không thể chết vì hắn quá yêu con gái. Nói đến đây người nhện cũng tha thứ cho hắn ta, nhưng xem chừng người bạn Eddie đã không qua khỏi. Phim tới đây là kết thúc rồi, cảm ơn các bạn nhiều nha. Và đừng quên đăng ký kênh, like để ủng hộ mình.